Hello anh em đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình đã quay trở lại đây. Và ngày hôm nay thì tôi về hơi trễ nên tôi làm hơi trễ nha mọi người. Mọi người thông cảm nha, hôm nay mà tôi thấy tôi hơi mệt tí nhưng mà tôi vẫn cố gắng làm video cho mọi người coi. Nên anh em hôm nay thấy tôi chạy hơi gà tí thì anh em thông cảm nha. Tại một phần là tôi cũng đang hơi mệt trong người á, nên có thể là đua hôm nay nó sẽ lỗi hơn bình thường á. Và ngày hôm nay xin giới thiệu với anh em một con xe cực mạnh của dòng xe giả, đó chính là S9 nha, Starlight. Ngày mai thì em nó sẽ quay trở lại nha, cho nên ngày mai anh em nào mà săn gian dở thì săn đi nha mọi người. Mai em nó sẽ quay lại với một cái skin truyền thuyết á, khá là đẹp luôn. Skin như là Phượng Hoàng Lửa á mọi người, tôi cũng khá là trông chờ về skin đó luôn á. Ô trận này tới mấy MT, 2 MT cặp đó luôn á, vãi chưởng vậy. Căng này căng căng ấy á, trời ơi mới vô lỗi. Anh em bình tĩnh, hôm nay tôi không được bờ gồ như thường ngày, anh em bình tĩnh đi nào. Đây mà công nhận là con xe này lâu quá không chạy lại cũng khó kiểm soát phết nhỉ. Tôi cũng biết đi nhưng mà cảm giác nó khó kiểm soát cái gì á. Hay giờ hôm nay tôi mệt trong người xong đua gà ta. Đổi thừa xe. Chắc vậy. Ô. 2MT đâu rồi? Tôi đua vậy mà cũng bỏ mặt 2MT luôn hả? Vậy chữ gì? Ở con xe nó cái bô nó vẫn bị ấy á, trời ơi pha nó tính gíp đợi gíp trên không, tưởng đâu là đang dạng thứ hai thì đủ tốc độ để đợi gíp trên không pha đó. Vậy chữ hay chứ, đúng là gà mà còn đặt thể hiện. Đây mà công nhận coi cái bô xe nó vẫn bị lỗi ra. Chết rồi, game làm ăn gì to này. Làm mấy bản cập nhật luôn mà vẫn chưa hết lỗi cái bô của Starlight. Mà cũng đúng, Starlight thì nó skill hiệu ứng khá là nhiều á, cho nên nó ấy. Ủa mà tôi nhớ thường là nếu bị lỗi là trước cập nhật trước là bị lỗi vòng 1 thôi mà, vòng 2 nó đâu bị ra. Sau này vẫn bị vậy. Vãi chưởng. Á, xe không có cái bô liên tục thì chứ. Quay lại dạng thường là có cái bô này. Vãi chưởng hả? Ủa? Ấy, đua gì cũng được 1 phút 31 nữa. Rồi nhưng mà tay mình không thua vãi. Tính ra pha này tôi cũng đánh bại hai con tê rồi đấy, nhưng mà tem không hợp tác nè, thua luôn vãi chưởng. Tôi không ngờ trận trước tôi đua yếu tay vậy mà cũng top 1, đánh bại hai tê luôn mà tem lại thua, xui vãi. Không, nói chung là con Starlight này cũng khá là đẹp nha, bởi hiệu ứng nó lúc nào cũng lỗi là cũng có nguyên nhân của nó mọi người ạ. Tại vì xe nó hiệu ứng gắt quá. Này tôi đang chạy xe gốc thôi mà nó còn hiệu ứng gắt cỡ này nữa. Để ngày mai nó quay lại tôi sẽ cho anh em một quả video săn em nó tốn bao nhiêu binh nha. Ok ok, anh em chờ đón vào ngày mai cho mình nha. Ồ, trận này có quả T2 nữa nè mọi người. T2 trong map này cũng khá là mạnh đó, nếu mà tận dụng được ESU nó cũng khá là mạnh đó. Mà công nhận lâu quá nó không đua con này, cứ đua nó cảm giác cứ sao sao mọi người, kiểu không quen tay hay sao á, đua cảm giác nó không giống như con cảm giác đua con băng phách với mấy con xe khác. Nói chung là chắc do em nó thuộc dạng một đẳng cấp khác rồi, không là so sánh được. Gì vậy? F12 có ý kiến gì? Chú có ý kiến gì mà chú mới vô chú đụng tôi? Rồi phải gọi là con dán chứ, đúng rồi phải bắt chen luôn kìa, bắt chen con dán. Má nhưng mà xe ta đẹp gì mà so sánh con dán là sao? Phải chửi hiểu chứ. Ủa rồi nãy thấy lên ghê đó mà trời, rồi đâu chơi rồi. Không thấy ai chứ nghe. Alo ok. Ây da, trời ơi. Nó trong cái dạng 2 nó cấp tốc độ nó khó kiểm soát rồi. Tại tốc độ nó trong dạng 2 là giống như xe. Mẹ mới review em nó như CT mà quả. Rồi có xe đúp luôn, vãi chữ hay chứ. Chết rồi, đua lỗi quá. Không sao, hôm nay hơi mệt trong người nhưng mà đua không quá mùng mắt nên em coi thông cảm nha. Tôi cũng muốn như vậy đâu mà lại tay tôi nó gãy rồi. Mà đua vậy mà sao không thấy nên ở chân vậy? Chắc cho ganh cuối mùa nên không gặp bờ gồ gì lắm mọi người. Cũng có tê đó nhưng mà tê này nó lạ lắm. Ừ mà nói tới con T2 mới nhớ nha. Game quýt nhỏ không gửi con T2 tôi làm video nữa. Nhà nghèo chờ quýt nhỏ gửi mà quýt nhỏ không gửi trời.
Buồn thì chứ. Mà cũng được phút 22 này. Ngon nhở. Đúng là xe mạnh, xe mạnh. Xe mạnh khác. Ngày mai anh em săn đi nha. Còn yếu mạnh còn do trình nữa nha. Tôi chạy thấy mạnh rồi đó. Ok, vô trận tiếp theo nào. Trận gì đây, trận gì đây. Thành phố 11 á. Mà lâu quá nha, tôi cũng không đua thành phố 11 nữa. Để cầm em này vô coi đua thành phố 11 sao nhanh em. Hãy tính ra lâu quá mà tôi chưa đua thành phố 11 á. Quả map phải gọi là xe đúp đúp nhiều nhất. Anh em nào mà có luyện xe đúp mà muốn xe đúp cứng tay, xe đúp nhanh cứng tay ấy, thì anh em hãy vô map này nha. Map này phải gọi là luyện xe đúp. Tại vì đa số những đường cua nó là xe đúp không à. Mà map này xe đúp nhiều vậy tôi sợ tôi đua hơi cái tôi lờn tay tôi không xe đúp đúp được cho mọi người coi quá. Thì cái tại mấy pha hồi nãy cũng ấy á. Này chắc tôi khởi động ba bot nha, ba bot giúp chưa, có thêm một bot nữa tạo xe đúp luôn nè. Tại bình đi chỗ đầu của trời má lắc giờ bình đi chỗ đầu của S9 đó, nó được thêm một bot nữa nha. Ủa hình như tôi mới là thao tác sai sai gì đó quá pha đó, tôi tính siêu chuyển hướng trong đầu kiểu nghĩ siêu chuyển hướng mà cái thao tác tay mà lại là xe đúp nhanh là cái kiểu gì á, phải chửi vậy chứ nó nhìn lỡ bô tục quá à. Game phí phí gì nhanh coi chứ skin mới ra, mai có skin truyền thuyết mới ra bị như này nữa là to á. Hình như mấy bạn kia đua map này không được cứng tay lắm vậy, hơi yếu tay. Tôi thấy có nhiều bạn đua map này cũng khá là gà nha. Cho mấy bạn không biết sao nữa, có mấy bạn kiểu tôi ê ê ê ý trời ơi mới nói ta gà mà tôi đua lỗi phải chữ nghe chứ. Tôi nói lại là tại kiểu mấy bạn không chịu luyện xếp đúp hay sao á, mà vô map này có mấy bạn tôi thấy mấy đua map thường cũng khá là hay mà vô map này lại khá là dở, tôi không hiểu sao nữa. Mà lúc tôi mới chơi á, toàn cầm map này mà đua nhiều lắm, tại game một lúc ít map quá mọi người. Má đúng là lên dạng 2 nó đẩy tốc lực quá, có thêm con bét của boss nữa. Trời ơi có đúp xe đúp gì kéo luôn rồi. Xe đúp đúp. Trời ơi. Trời ơi. Sắp hư xe, sắp hư xe. Rồi có cái xe đúp luôn, vãi chưởng. Sao sao sao. Cái gì vậy trời? Chết rồi, nhiên qua vòng 2 đâu đua ta la tùm lum dưới ta. Kéo bút thành công nè. Khúc này sao mà lỗi giống vòng 1 được. Không ai lỗi trên dòng sông 2 lần nhá. Má câu thơ gì vậy trời, mình như mình chế lại gì, tôi nghĩ là như chế mới chế nè. Không sao không sao, mà anh em coi video thấy hay nhớ cho tôi xin một like một đăng ký nha, đừng quên chia sẻ video của tôi để nhiều người được biết tới hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều vì những hành động nhỏ nhoi đó anh em thôi đã giúp tôi có động lực làm video. Ok, để xem coi trận cuối để tôi phục thù lại cái map nãy giấc mơ buggy, nãy giấc mơ buggy tôi đua lỗi quá. Vậy có cuối rồi tôi thi gồng hết sức công lực của tôi để tôi đua một cái map hay gọi là kỹ nhất để kết thúc video này nha. Ok, anh em hãy tập trung nào. Tôi thì trận này tôi sẽ ít nói lại để tập trung đua coi kỷ lục cao cao không nha, chứ nãy nói nhiều quá đua lỗi tùm lum. Trận cuối để làm trận cho ngầu nè. Cái gì gánh với ạ à. Thường thường mấy bạn nói vậy hay đua hay lắm nha. Nghi ngờ. Chết rồi, như tôi đánh giá cao bằng đó quá, bằng đó top 6 luôn rồi, vãi chữ gì chứ. Tôi cứ tưởng đâu là giấu nghề chứ. Mãi hò. Ha, nãy giờ mới đi.
chặng này cái siêu xe nó không bị lỗi mọi người ạ. Má nhìn đẹp vãi, nãy giờ đi luôn á. Ồ, cái này là phải gọi là video cuối cho nên nó phải đầu tư, cho nên game nó không có làm lỗi. Để xem cái lực bao nhiêu đây, cái lực bao nhiêu đây. Nãy giờ đủ cứng lắm rồi. 1:21. Ồ, nhanh hơn mình kia 1 giây, vãi chữ. Không, nói chung là trận này tôi tập trung. Ủa, cái gì vậy? Đời phát. Cái gì vậy? Ủa sao bạn đó từ top sáng mà lên top 2 luôn, ảo thật à. Ồ, ảo, bạn đó nhắn luôn, ảo thật. Và video của tôi xin ở đây cũng xin kết thúc nha. Đừng quên chờ video tôi đó. Bye bye.